Dạ, mình tiếp tục các đề bài này. Đề bài bữa mình giải tới câu hình như câu 3 phải câu bóng sao lậu không thấy câu bóng ở đây. Dạ, câu 5 rồi, bây giờ tới câu 6. Phân tử nào sau đây mà số cặp electron chưa tham gia liên kết là bóng? Bây giờ thầy sẽ viết công thức electron của những cái chất này. À, để thầy copy qua qua kia đi làm cho nó dễ. Mình đây viết nó hơi khó. Để thầy copy qua kia nha. Rồi. Câu 6. Mấy em thấy câu 6 chưa? Phân tử nào sau đây mà số cặp electron chưa tham gia liên kết là bóng? Bây giờ thầy viết công thức electron của những chất này. Bây giờ HCl này. Bây giờ em thấy là hydro là thiếu mấy ai? Clo thiếu mấy ai và hydro thiếu mấy ai? Đá thiếu. Dạ thầy là hydro có một e thiếu À, một e thiếu một ai và calo thiếu mấy? dạ thiếu một À, thiếu một như vậy cho đây chỉ có một cặp ở trong dùng chung thôi không? à. Còn calo là những cái cặp mà không dùng chung của nó nè. Đấy. Như vậy trong trường hợp này là cặp ở trong cặp ở trong em tắt mic ra chưa tham gia liên kết. Cặp ở trong chưa tham gia liên kết chứ. Là những cái cặp này, một cặp này, hai cặp này, ba cặp này. Rồi nita, nita là thiếu mấy ai em? Đá khiếu. Đó thầy là thứ ba. À, thiếu thiếu ba như vậy nó sẽ tạo ra ba cặp. Mà nita là nam electron trong lúc ngoài cùng như vậy nó còn một cặp. Mẫu nita còn một cặp hai chưa liên kết như vậy chỗ nào là cặp ai liên kết là hai cặp này. CO2 carbon là thiếu bóng A như vậy nó sẽ tạo ra bóng cặp này. Oxy là 6 là trong đúng ngoài cùng nhưng mà đây là he rồi nhưng mà nó còn một he này ba bóng mấy nào cũng vậy một he ba bóng như vậy những cặp chưa liên kết này đấy như vậy cái này sẽ là bóng cặp chưa liên kết này. Nước nước là H rồi oxy rồi H. Oxy là thiếu hai A như vậy nó tạo một cặp bên trái một cặp bên phải này và oxy là nó có 6 A như vậy nó còn hai cặp này. Đây là cặp chưa liên kết là hai cặp này như vậy đáp án của mình sẽ là câu C. Đáp hiếu có hiểu không? Hiểu hiểu câu đó chưa? Dạ hiểu rồi. À. Cái nào mà không rõ thì mấy em hỏi thằng nha. Câu 7. Số siêu quá của lưu huỳnh trang có chất sao lần lượt là cái này thì quá dễ mà mình nhìn vô thấy rất là rõ ràng này là âm hai đây là đơn chất là không này là dương 6 cái này là dương dương mấy đây cali là dương 1 oxy là âm 2 nhưng mà 6 oxy là âm 6 mà hai kali là dương 2 như vậy lưu huỳnh sẽ còn dương 4 như vậy mình sẽ chọn là trừ ha không dương 6 và dương 4 là câu B. Câu 8 cho x y giấy có số proton và neutron
có đồng vị của cùng một nguyên tố. Đồng vị á là phải cùng số proton. Như vậy ở đây mình thấy là cái này là 20 proton này. Cái này cũng 20 proton này. Còn A là 18 proton thì không thể đồng vị được. Như vậy là đáp án sẽ là X và Z. X và Z là câu D này. Câu 9. Phân lớp D chứa tối đa số A là bao nhiêu? Đã đang giải đề bài nha em. Phân lớp D chứa tối đa số A là bao nhiêu? Thì cái này là DM. Câu A rất là dễ nè. Câu M, thành phần phần trăm về khối lượng của kali trong K2SO4. Phần trăm khối lượng kali. Đáp bằng khối lượng kali ở đây, kali là 39, mà 2 kali là 39 nhân 2. Chia cho K2SO4. K2SO4 là bao nhiêu mấy em? Em tính lên mà lớn là bao nhiêu? Bấm máy tính giùm thầy nào. Một, bốn, bảy, bốn không? Nhân 100% rồi, bấm kết quả luôn em. Bốn, bốn, phải tâm ba là câu B. Câu 11, nguyên tử nguyên tố chứa đồng thời 20 natron, 19A, 19B. Như vậy A của nó là sẽ bằng Z cộng N bằng 39. Z là bằng 19. 19, 39, 19, 39. Như vậy câu dài. Câu 12. Thứ tự tan dần độ ẩm điện. Thì mấy em chú ý là độ ẩm điện phi kim thì bao giờ cũng lớn hơn độ ẩm điện kim loại nha. Và phi kim còn mạnh á thì độ ẩm điện còn lớn. Và thứ hai nữa là trong một chu kỳ theo chiều từ trái sang phải, tức là theo chiều tan dần điện tích hạt nhân thì độ ẩm điện tan dần. Nhưng mà trong cùng một nhóm theo chiều từ trên xuống, tức là chiều tan dần điện tích hạt nhân thì độ ẩm điện lại giảm. Như vậy đáp án sẽ là câu nào? Thầy thấy bọn Chí Dũng đưa ra câu A. Và câu A là chính xác. Kim loại thì còn mạnh thì độ ẩm điện còn nhỏ em. Câu 13, số siêu hóa của sắt đang có các chất này là bao nhiêu? Các bạn khác cũng nên đưa đáp án của mình, chứ nếu mà không đưa đáp án này coi như em ván hạt ấy. Oxy chất từ là dương 8/3, dương 2, dương 3, dương 8/3 và là sắt đơn chất là không. Như vậy đáp án là câu A. Chỗ nào không rõ thì mấy em nhắn tin sẽ hỏi thầy nha. Và thầy đề nghị em nào có học thì phải comment vô đáp án, chứ em không comment vô đáp án á là coi như là em giống như em ván hạt nha. Yeah. Có nhiều bạn hỏi cho thầy cái đáp án chỗ cái đề thầy Xuân, nhưng mà cái đó thì bữa thầy có hỏi thầy Xuân thì thầy Xuân nó để là kiểm tra bù mấy bọn cái đó rồi mới cho đáp án. Thầy nghĩ thì cũng bình tĩnh từ từ, còn thầy làm đáp án thì cũng được, nhưng mà cũng chưa cần thiết đâu, để thầy Xuân kiểm tra rồi sao mà ấy, chứ con già thầy ấy rồi lại thầy Xuân nó mất công. Quan trọng là mình cố gắng lên, cái bài này chưa được thì bài sau mình cố gắng. Và em chú ý cái đề kiểm tra 15 phút thì nó có phụ thuộc vào giáo viên, nhưng mà đề kiểm tra giữa kỳ với cuối kỳ thì nó sẽ là trong toàn trường. Như vậy nó sẽ không khó như chúng ta nghĩ đâu.
Tối nay là do có trận Việt Nam Thái Lan nên thầy sợ nhiều bọn suy nghĩ nên thầy mới bắt mấy em sáng nay học luôn. Câu 14. Câu thứ ông x hệ cảm có cấu hình như thế này. Một x hệ 2 x hệ 2 b6 là 10a. 10a là giống cấu hình của này ông. Thì bây giờ mình muốn xác định vị trí thì mình phải xây ra cấu hình của x cái đó. X hệ cảm. X hệ cộng là một cái hệ. Thì x sẽ là gì? Từ x hệ cộng mà muốn ra x thì phải cộng thêm 2a thì mới ra x được. Như vậy cái này sẽ một cái hệ 2x hệ b6 3x hệ. Như vậy cái này là z nó sẽ bằng 12. Chu kỳ thì nè. Chu kỳ lớn nhất là chu kỳ 3. Như vậy nó sẽ có lớp lớn nhất là lớp thứ 3 thì nó ở chu kỳ 3. Và nhóm thì lớp ngoài cùng có 2A như vậy thuộc nhóm 2A. Chu kỳ 3 nhóm 2A. Là câu A. 14. Ủa 14B nghe Quang. Quang ơi. Em có nhầm lẫn gì không Quang? Kỳ Quang. Em có nhầm lẫn gì không? Có 14 em có rõ chưa Quang ơi? À. Có 15 trang nguyên tử một nguyên tố A à, tổng số hợp là 34 tức là 2z cộng n bằng 34 đó. Biết số hợp bờ rô tâm x hơn số hợp n trong là một hợp. Có nghĩa là n trừ z thì bằng 1. Như vậy từ hai phương trình này thì tìm ra z bằng mấy, n bằng mấy. Dễ cho thầy câu 15 là z bằng mấy, n bằng mấy. Thì nói em nào cũng phải comment nè, không comment là giống như bán hộp nè. Mười một, mười hai. Như vậy số B là 11, số N là 12, số A như vậy câu A. Câu 16, trang có chất sau, số chất chỉ có liên kết ion. Thì thường thường là phi kim với phi kim là liên kết cộng quá trị. Liên kết ion thì mình sẽ chọn câu này. Câu 17, phát biểu không đúng. Sự khử. Sự khử là sự mất electron. Chất khử là chất nhường electron là đúng rồi nè. Chất oxy hóa là chất thô ai là đúng nè. Sự oxy hóa là sự mất electron. Như vậy em chú ấy là chất khử thì nhường ai. Mà nhường ai thì gọi đó là sự oxy hóa. Nhường ai gọi là sự oxy hóa, còn nhận ai là sự khử. Như vậy câu nào là câu nó không đúng. Câu là 17 giùm thầy đi Trần Tiền ơi. 17D hả? D A. Thầy nói nè. Chất khử thì nhường ai? Gọi là sự oxy hóa. Em quay thì em ghi vô giấy và em học thuộc đây. Chất khử thì nhường ai? Gọi là sự oxy hóa. Hay còn gọi là bị oxy hóa. Cần chất oxy hóa thì nhận ai? Gọi là sự khử hay còn gọi là bị khử. Như vậy chất khử thì bị oxy hóa. Cần chất oxy hóa thì bị khử. Như vậy sự khử là sự nhận ai hay là mất ai? Câu A đúng rồi. Câu A là câu nói xe. Xe tức là không đúng. Câu 18.
Nguyên tử có chứa 20 proton. X có chứa 20 proton. Tức là số thứ tự là 20 á, thì 20 là nguyên tố nào? 20 là canxi phải không? A là nguyên tử có chứa 17 electron thì 17 proton là A là clo. Công thức hợp chất hình thành như vậy, canxi và clo thì CaCl2. Hay nói cách khác XY2. Và đây là giữa một kim loại mạnh và phi kim mạnh, như vậy liên kết gì không? Câu A đúng không? 18A chính xác. 19. Điện tích của các hạt electron và hạt neutron trong nguyên tử được quy ước lần lượt là electron thì 1 trừ, còn neutron là không băng điện. Như vậy đáp án sẽ là, ở đây người ta dùng cái từ là điện tích nha. Điện tích tức là cái dấu phải nằm phía sau. Dấu phải nằm phía sau. Như vậy là điện tích của electron là 1 trừ, còn neutron là không băng điện. Như vậy câu D. Câu 20. 19 phân nam gom một kim loại nhóm 1A là quá trị 1. Vào nước thu được 0,25 mol hydro. Ở kim loại là kim loại gì? Thì câu này quá dễ phải không? Ví dụ như kim loại M đây. Quá trị 1 cộng nước thì ra MOH cộng 1 phần 2 hydro. Hydro là 0,25. Thì mình xây ra kim loại là nhân chéo chia đối. Chỗ đây là số 1 nè. Nhân 1 chia cho đối là chia 1 phần 2. Như vậy chỗ này thành 0,5. Mà lớn bằng khối lượng chia số mol 19,5. Chia 0,5. Này bằng 39. 39 là kali. Câu A. Câu cuối cùng của phần trắc nghiệm, cặp chất chứa liên kết cộng hóa trị phân cực. Liên kết cộng hóa trị phân cực thì cặp electron dùng chung sẽ lệch về phía nguyên tử có độ ổn điện lớn hơn. Câu A mình không chọn bởi vì nó dính cái chất này, nó trên clorua là liên kết ion. Câu B thì hai cái này là nguyên tử liên kết giống nhau, như vậy là không phân cực. Ở đây họ yêu cầu là hóa trị phân cực. Clo là không phân cực rồi, như vậy mình sẽ chọn câu D. Rồi mình xong cái đề số 7, các câu trắc nghiệm, và thầy nói là ưu tiên giải trắc nghiệm trước nha. Rồi mai mốt mà giải hết trắc nghiệm mà còn thời gian thầy mới giải tự luận, bởi vì mình thi trắc nghiệm mà. Giờ mình chuyển sang cái đề số 8. Thầy đây có nhanh quá không? Minh Vương ơi. Thầy giải có nhanh quá không Minh Vương? Dạ thầy. Thầy cho em coi lại câu 13 thầy. Câu 13 này chú ý là chất khử thì nhường ai? Và rõ đó là sự oxy hóa nha. Còn chất oxy hóa thì nhận ai? Gọi là sự khử. Như vậy cái câu nó nói là sự khử là sự mất ai là xe, bởi vì sự khử là chất oxy hóa nhận ai. Chất oxy hóa nhận ai gọi là sự khử. Ở đây nó ghi là sự khử là mất ai là xe. Chỗ này có gì không rõ thì hỏi lại thầy giải thích cho nghe. Cái chỗ này nhanh quá không kịp thì nói thầy nói lại nghe. Đấy, bây giờ trong những cái câu trắc nghiệm của đề số 7 này có câu nào không rõ? Vương Vương chỗ này được chưa Vương? Dạ được rồi. Cái nào không rõ thì cứ nói thầy dẫn lẹ. Thầy đưa ra tóm cái đề. Thầy đã giải đề 6, đề 7 rồi, bây giờ tới đề tóm rồi sang quanh lại đề 1.
Cảm anh theo dõi được không? Cảm anh. Dạ được thầy. À, chỗ nào không rõ là mấy em cứ hỏi lại thầy nha, từ từ cũng được. Đề số 8. Bọn nào chưa lấy đề và tái lái về hạp nên cái thầy phô ấy rồi. Không lái thì cũng bỏ phí tiền. Sáng nay là một số bọn là dự đại hội đoàn. Nó nói dự sang là vô hạp đó, đại hội đoàn dự sang cho mấy em. Dạ chưa luôn thầy. Chưa luôn hả? Đề số 8. Câu 1. X theo cảm là có cấu hình như thế. Thì hỏi X là cấu hình như thế nào? Thì mấy em chú ý một điều á, là từ cấu hình nguyên tử mà suy ra cấu hình ion và từ cấu hình ion suy ra cấu hình nguyên tử là mấy em phải rõ. Ví dụ như cấu hình ion suy ra cấu hình nguyên tử thì mình áp dụng nguyên tắc là gì? Ion dương á thì mình cảm, mà ion âm thì mình trừ. Đấy. Ví dụ như bây giờ X hệ cảm là cấu hình như thế, ra đây là ion dương quá. X hệ cảm này, X hệ cảm là ion dương mà cấu hình như thế này, thì em áp dụng quy tắc là ion dương thì sao? Thì cảm. Như vậy phải thêm hai ai. Như vậy từ đó mình xây ra X sẽ là 1x2 2x2 2b6 và 3x2. Bởi vì ion X hệ cảm tức là mình phải cảm hai ai, nhưng mà nó ra cấu hình này. Và cấu hình này thì rõ ràng là Z là bằng 12, châu kỳ là châu kỳ 3, bởi vì lớp lớn nhất là lớp thứ 3 thì châu kỳ 3, và nhóm 2A cao này mình nắm gặp rồi. Câu A. Còn nếu mà ion âm thì em sẽ trừ ra nha. Hợp chất khí với hydro của nguyên tố X là X hấp 3, như vậy hợp chất khí với hydro là X hấp 3, có nghĩa là trang hợp chất khí với hydro là X là quá trị 3. Mà tổng quá trị trang hợp chất khí với hydro và trang oxit cao nhất luôn luôn bằng 8. Bằng 8, như vậy trang hợp chất khí với hydro thì X quá trị 3, thì trang oxit cao nhất thì X phải quá trị 5, bởi vì tổng bằng 8 mà. Quá trị 5 như vậy là phải là câu C. X theo 5. Như vậy trang X theo 5 thì quá trị cao nhất của X là quá trị 5. Câu 3, hai nguyên tử khác nhau muốn có cùng ký hiệu nguyên tố thì phải có tính chất nào sau đây? Có cùng ký hiệu nguyên tố thì nó phải cùng số proton em. Đó là đồng vị á, nó phải có cùng số proton thì mới cùng nguyên tố được. Chứ nếu mà số proton khác nhau thì chắc chắn là nó phải hai nguyên tố khác nhau. Như vậy đáp án của câu này là câu C. Câu bóng là một cái câu rất là khó. Mấy em đọc kỹ thế là câu bóng. Cái dọn như câu bóng là làm rất là dễ sang em. Em đọc kỹ thế là trong 6 cái ý này thì có mấy cái ý đúng. Xin lỗi, bao nhiêu ý không đúng. Nó biểu tìm ý không đúng. Đọc kỹ cho thầy, bỏ ra 3 phút đọc đây. Nguyên tử nguyên tố A có tổng số A ở phân lớp B là 7. Số hiệu nguyên tử là 13. Giờ mình kiểm tra thì đúng không? Màu ấy thà. Thà thà. AB6. Bò ấy thà. 3B máy. Tổng B là 7. Như vậy chỗ này là phân màu phân. AB6 này. 3B màu này. Là tổng là 7 này. Như vậy cái này là 13, 13 như vậy câu này là đúng không? Câu này thành câu đúng. Câu này khó nè, đọc kỹ.
Số 2 là nguyên tố XA không là đồng vị. Chúng khác nhau về số proton trong hạt nhân thì đúng là đồng vị thì cùng số proton, mà không là đồng vị thì chắc chắn là số proton có khác nhau. Nhưng mà câu này cũng đúng luôn. Câu 3, một ion có 18 electron và 17 proton thì điện tích của ion đó là bao nhiêu? 18 electron là 18 trừ 17 proton là 17 cộng. Như vậy 17 cộng mà với 18 trừ mà cộng lại thì ra dư một điện tích âm. Như vậy cái chỗ này là điện tích của ion đó. Như vậy cái chỗ này nếu mà đúng là phải 1 trừ này. Bởi vì 17 cộng với 18 trừ thì tổng lại ra 1 trừ nữa. Như vậy nó điện tích của ion đó là 17 cộng là C, mà nó phải là 1 trừ mới đúng. Như vậy cái câu này là câu C. Câu 4, có 4 nguyên tố kim loại trong các nguyên tố có số hiệu nguyên tử sau. Bây giờ mình xem là đây trong trường hợp này, những cái trường hợp này là kim loại. Mình nhớ là số 13 là kim loại nhôm này. Số 20 là kim loại canxi này. Số 30. Với số 25. 10 là không phải đâu, 10 là khí hiếm rồi. 15 là phosphor là phi kim, 17 là calo là phi kim. Như vậy thầy ghi 4 cái đó đúng không? 13 là nhôm chắc chắn là kim loại rồi, 20 là canxi chắc chắn là kim loại rồi. Bây giờ 30 là nguyên tố gì? Là kẽm đúng không? Cũng là kim loại. 25. 25 là mangan. Cũng là kim loại luôn. Như vậy là 4 kim loại là cái này đúng. Em chú ý là có các nguyên tố mà cấu hình kết thúc bằng D, nguyên tố D hoặc là nguyên tố F thì tất cả đều là kim loại. Được chưa? Như vậy trường hợp là 25 với 30 đó là mangan với kẽm, nó đều là nguyên tố D thì kim loại. Như vậy cái này là đúng. Trong những cái này là có 4 kim loại là đúng. Câu 5, nguyên tử R có Z bằng 15, Z bằng 15 là phosphor đó. Công thức hợp chất khí đối với hydro của R là RH3. Oxit câu nhắc là này là đúng là C. Hai cái này nó có đi cặp với nhau. Mấy em tra thế nào, hai cái này có đi cặp với nhau. À, nếu mà RH3 thì có nghĩa là R quá trị 3 trang hợp chất khí hydro thì cái kia là phải quá trị 5. Quá trị 5 tức là phải RHO5. Mà đây RO3 là không phải là quá trị 6 rồi. Như vậy cao này thành xe. Câu cuối cùng, các liên kết trong phân tử H2S thuộc loại liên kết cận quá trị phân cực. H2S là chắc chắn là cận quá trị rồi đó. Chứ mà cận quá trị phân cực là cận quá trị gì? Thì em tính hiệu độ âm điện thế nào? Em tìm cái độ âm điện của lưu huỳnh, em trừ độ âm điện hydro thế bằng bao nhiêu? Thì cho mấy em 2 phút mà em tìm hiểu thế H2S là cộng quá trị phân cực hay là cộng quá trị không phân cực. Tìm hiểu thế nào. Em nào cũng phải tìm hiểu và ghi vô chat cho thầy. H2S là cộng quá trị gì? Cộng quá trị không phân cực hay là cộng quá trị phân cực? Tất cả phải ghi vô chat nè. Bọn thì trả lời phân cực, bọn trả lời không phân cực. Mình cho 2 phút mà em tìm hiểu thêm đi. Bây giờ là thông tin nó rất là đầy đủ mà. Ví dụ như những cái ngoại lệ đó mà em có thể tra trên Google là nó chính xác không? Có nhiều ý kiến đưa ra.
Ví dụ như mình tra thì những cái mà nó nằm trong cái đề thi đại học đó là cái độ chính xác nó là 100%. Chứ còn mình đừng có tra ở những cái trang mà gọi là cái trang mà fanpage, những cái trang mà người ta vô bình luận thì nó không chính xác đâu. Mà phải những cái trang mà uy tín thì nó mới chính xác được. Tức là nếu em trừ hiệu độ âm điện á thì nó không phân cực. Thì mời một bạn đó là thế nào? Mời anh Văn A3 thế, anh Văn A3 có ý kiến gì không? Về đây thầy. Theo em thì sao? Theo em là phân cực. Phân cực. Còn anh Tấu A1. Theo em là phân cực này. Em có cái nguồn tham khảo nào không hay là em tự nghĩ ra vậy? Em nhớ là thầy nói một lần cái đó hot ấy này. Em biết nhớ đúng không? Nếu mà hiệu độ âm điện thì nó là nhỏ hơn 0.4 phải không? Thì nó không phân cực phải không? Nhưng mà thực tế thì sao? Nó có ngoại lệ không? Chí Dũng có ý kiến gì không, Chí Dũng? Dạ không ạ. Theo em thì phân cực hay không phân cực? Nếu mà theo lúc này em tính thì là phụ phân cực. Nhưng mà sau khi tìm hỏi thì nó là đây là phân cực. À, như vậy cái câu này chỉ có mấy câu xe? Có 2 câu xe thôi. Đó là 3 với gì? 3 với 5 thôi. Đáp án của nó sẽ là câu A nha mấy em. Như vậy câu này là câu khá là khó đấy. Là C là số 3 với số 5. Và đáp án của nó sẽ là câu A, là 2 câu xe. 2 câu xe tức là 2 câu không đúng á. Câu 5. Quả toán 8.3 gom hỗn hợp. Natri canxi vào HCl là dung dịch HCl là thu được dung dịch A và 4.48 lít khí hydro ở điều kiện tiêu chuẩn. Phần trăm số mol kim loại canxi trong hỗn hợp. Nhưng mà câu này em thấy thì đơn giản vậy, nhưng mà mình dễ mình chú ý nè. Mình phải kiểm tra thử HCl là nó có đủ hay là nó thiếu. Thấy thì dễ dàng nhưng mà chỗ HCl này là đủ hay thiếu mà là vấn đề. Natri thì em biết là nó cộng với HCl thì ra natri cloro cộng 1/2 hydro
canxi cộng HCl là, thì ra canxi cloro cộng H2. Đấy, như vậy dù có phương trình trai nhau là phương trình giới thì số mol HCl là bao giờ nó cũng bằng hai lần số mol hydro, em chú ý giùm thầy. Bao giờ cũng như thế, có một kim loại quá trình mẫu có quá trình hai cũng vậy thôi. Như vậy cái này thì em thấy là bằng bao nhiêu ha, nhân 4.48. Cho đây mình tính số mol HCl là đi, rồi mình hãy thế vô. Số mol HCl là bằng 1.4 nhân với 500 đủ là 0.5 là bằng 0.7 mol. Như vậy theo cái phương trình số mol HCl là bằng 2 lần số mol hydro thì suy ra số mol hydro sẽ bằng số mol HCl là chia 2 là bằng 0.35. Kiểm tra số mol sẽ đúng chưa nè. À, cái đây HCl là mà nó thiếu cái chữ là mất rồi. Thì 0.7. Như vậy ở đây em thấy là HCl là nó sao? Nó dư à? Tìm hiểu thế nào? Ở đây số mol của hydro á, theo đề cho là 4.48 chia cho 2.4 là bằng 0.2. 0.2 như vậy nếu mà theo phương trình này thì số mol HCl là bằng 0.4. 0.4 nhưng mà thực tế số mol HCl là bằng 0.7 luôn. Như vậy rõ ràng là HCl là sao? Trong trường hợp này là HCl là dư rồi. HCl là dư. Thì bây giờ mình sẽ lập hệ là mình lập theo cái HCl là theo hydro. Nếu em gọi natri là em gọi là ít mol. Natri mình gọi là ít mol. Canxi mình gọi là y mol. Thì cái hệ phương trình của mình là 23x cộng với canxi là 40y bằng 8.3. Được chưa? Và một cái phương trình theo hydro nữa. Cái chỗ này là x thì chỗ này là x trên 2. Canxi là a thì chỗ này hydro là a. Như vậy x trên 2 cộng a bằng số mol hydro đề cho là 0.4, em giải hệ giùm thầy đi. Bởi vì ở đây sau khi mình nhẩm tính thì mình thấy HCl là dư, nhưng mà mình sẽ không lập hệ theo HCl là, mình sẽ lập theo hydro. Đó mà tính giùm thầy. Bấm vào ghi vô.
bấm lại chỗ này thôi em. Từ nãy thầy ghi nhầm, không phải 2.0.4. Bấm lại thì là đúng số 1 đó. Đúng số 1 không phải 1 và không phải 15 em. Đúng không Dũng? Em trả lại cho thầy là đúng số môn x trên 2 cạnh y là bằng số môn hero là 0.2 đó. Đấy là thầy hỏi số môn là có đúng nha không? Vẫn là 0.1 có 0.15 phải không? Như vậy mình bấm máy tính chỗ này bao nhiêu? Ở đây chỉ biết tính phần trăm số môn nha, chứ không phải phần trăm khối lượng. 60 phải không? Chú ấy nha, đặt kỹ là phần trăm số mol canxi nha, chứ không phải phần trăm khối lượng. Phần trăm số mol là lấy số mol của nó chia cho tổng số mol hơi kim loại nhân 100%. Còn khối lượng là khác, khối lượng là mình phải đổi ra khối lượng là mới tính phần trăm. Được chưa? Tiến đạt có phần trăm này đúng chưa Tiến đạt? Tiến đạt hả? Ok chưa? Hả? Thầy cho em hỏi số mol của NO cộng số mol của COA bằng không phải hơn. Thầy đâu có ghi số mol NO cộng số mol COA đâu em. Số mol đây này. Ra phương trình đây nè. Thầy đó đâu có cái nào mà NA cạnh CA đâu. NA cạnh CA là x cạnh A mà. Im nhầm thầy. À. Còn cái mão đây nè. Cái mão đây mới là x cạnh A nè. Cái mão đây là tổng số mol này là x cạnh A nè. Bởi vì phần trăm số mol mà. Phần trăm số mol là lấy số mol của chất cần tính chia tổng số mol hơi kim loại nhân 100%. Được chưa em? Thầy đề nghị là cái nào mà không rõ mà em nên bật mic hỏi thầy luôn à, hoặc là nhắn tin hỏi chứ đừng cái chậm trễ vậy, mình cứ hỏi bình thường mà. Câu 6. Hỗn hợp X gồm hai kim loại AB ở hai chu kỳ liên tiếp trong một nhóm chính tức là nhóm A đây. Nhóm 2 tức là đây em hiểu là nhóm 2A. Nhóm 2A là Berry, Monye, Conxi, Strontay, Berry. Đây là những nguyên tố thuộc nhóm 2A này. Và hai nguyên tố này nó ở hai chu kỳ liên tiếp. Đây là chu kỳ 2 này, chu kỳ 3 này, chu kỳ 4 này, chu kỳ 5 này, chu kỳ 6 này. Lấy không phải tóm tóm gồm X cho hòa tan với HCl là dư, thấy tổ ra 672 ml hero. Là cái đai đổ ra là 0.672 lít nè. Cô cộng dịch thu được M gom muối. Hỏi giá trị M. Ở đây là mình đổi ra là 0.03 mol này. Tức là mình chia 2.4 á. Đấy. Thì cái này đề người ta yêu cầu tính khối lượng này thôi. Khối lượng muối là bằng bao nhiêu thôi. Thì cái này nó có công thức tính nhanh nha em. Công thức tính nhanh thì em cần sử dụng công thức là em tính ra đáp án thôi. Còn không có cần trình bày gì cả. Khối lượng muối sẽ bằng khối lượng kim loại cộng 71 nhân số mol hydro. Em chỉ việc thuộc cái công thức này là em tính ra thôi, chứ còn không cần giải thích bởi vì trách nhiệm mà. Kim loại là 0.88 này.
cạn 71 là cà lao 35,5, 2 cà lao là 71 á, là sen là 2 là 71, nhân số mol hydro là 0,03, này là em bấm máy tính nó ra thôi. Nên thay trắc nghiệm là quan trọng là ra đáp án bao nhiêu thôi, chứ còn không có cần trình bày nhiều mất thời gian. Nên ra bao nhiêu? Bài này là biểu tính khối lượng muối, còn nếu mà bài này nó biểu tìm hơi kim loại thì mình có tính mà trung bình, mà đây nó đâu có biểu tìm kim loại đâu. 3,01. Đấy. Nhưng mà cũng bài này người ta có thể hỏi một cách khác là biểu xác định hơi kim loại. Thì lúc đó anh phải tính mà trung bình của hơi kim loại, mà trung bình là bằng tổng khối lượng chia tổng số mol. Thì chúng ta sẽ tìm ra mà trung bình và xác định được hơi kim loại. Thì cái dạng đó là một cái dạng khác nữa. Câu 7 là câu rất là dễ. X trừ có 18i. 18i thì x sẽ là bao nhiêu ai? Ở đây thì nói là ion âm thì x trừ tức là ion âm. Hệ trừ. Ion âm thì như từ ion mà suy ra nguyên tử thì hồi nãy thì nói là dương thì cộng vào mà âm thì trừ ra. Như vậy chỗ đây mình hệ trừ thì mình sẽ trừ ra. Và sẽ còn 16i. 16i tức là nó phải có 16 proton. Thì nguyên tử mà có 16 electron thì phải có 16 proton. Và số natron cũng bằng 16 luôn. Như vậy số khối là bằng proton cộng natron, Z cộng N là bằng 32. Là số khối là 32. Đây là nguyên tố lưu huỳnh không? Câu 8 R hai cộng là ion dương hai cộng thì phải trừ hai. À, xin lỗi, ion dương là phải cộng hai. Hai cộng là phải cộng hai. Như vậy R hai cộng á là cấu hình là 1 2 2 2 2 B6. Thì cấu hình của em là cộng ha. Quay ha. Ở đây bằng 12, 12 là bao nhiêu? Giết bằng 12. Hiệu số electron x của em là và x là 1. Mình xem thì R có bao nhiêu electron x. Dạ mấy em xác định thì R có bao nhiêu electron x, mấy em gõ vô chat cho thầy. Qua cấu hình này thì bao nhiêu electron x? Sao đúng rồi. Thì C ra X sẽ có bao nhiêu electron X? Em ra có 6 electron X thì X có bao nhiêu electron X? Comment vô. Bóng. Tất cả comment như thế nào bây giờ?
cho biết là x là sẽ có bao nhiêu electron x. Qua cấu hình của R thì có 6 electron x thì x có bao nhiêu electron x? Suy nghĩ kỹ thôi nha, suy nghĩ kỹ thôi nha. Có bọn thì nó bóng, có bọn thì nó nam, có bọn nó bãi, bây giờ cái nào đúng? Có số bóng ở đâu ra chứ mày? Có nam hoặc bãi chứ làm sao mà bóng được vậy? Nếu mà nam electron x thế nào thì là một x ha, x ha, ab 6 ba x 1 đúng không? Còn bảy electron x ab 6 ba x ha, ba b 6 bốn x mấy? À, 4, 6, 7, 4 x 1 đúng không? Như vậy, từ 4 x 1 này thì nó có thể xảy ra trường hợp. Có trường hợp là gì? Cái này, cái bề này, cái dạng này mình đã gặp một lần rồi nè. Trước mình còn gặp trường hợp là crom với đồng á, đúng không? Trường hợp thứ hai là 1 x 2, 2 x 2, 2 b 6, 3 x 2, 3 b 6, 4 x 1, nhưng mà 3 d, đây là 3 d nam chứ hả? Không, nó vẫn có nè, trường hợp này là crom này. Trường hợp này là kali phải không? Đây là nó tri. Trường hợp cuối cùng là 1 x 2, 2 x 2, 2 b 6, 3 x 2, 3 b 6, 4 x 1 và 3 d m là trường hợp của đồng này. Đấy, như vậy nó có là tới 4 trường hợp này. Câu này thầy nhớ đã gặp một lần rồi. Câu này khó đấy. Chép câu này vô.
Câu 9, XA là hai kim loại kìm liên tiếp. Kim loại kìm là nhóm 1A đây. Nhóm 1A là có li ti, natri, kali, rubidi, sensei. Đây là chu kỳ 2 nè, chu kỳ 3 nè, chu kỳ 4 nè, chu kỳ 5 nè, chu kỳ 6 nè. XA là hai kim loại kìm liên tiếp có khối lượng là 10.1 gom tác dụng hết với nước thoát ra 3.36 lít khí hydro. Điều kiện tiêu chuẩn xác định tỷ lệ, đây là đề nó gây thiếu. Đây là tỷ lệ mol giữa X và A. Câu này mình lấy dây nhóp ra làm thế nào, tỷ lệ như thế nào? Hai kim loại kìm này mình có thể đặt chung là M, quá trình 1 nè. Cạn với nước. Ra NMOH cộng 1 phần 2 hydro. Thì số mol hydro á, là anh tính là 3.36. 3.36 chia cho 2.4. 0.15. 0.15 chỗ này á, thì kim loại sẽ là gấp đôi là 0.3 nè. Nhân chéo chia đôi. Chỗ đây là số 1 này, tức là nhân 1 chia cho 1 phần 2. Chỗ đây này, cái hệ số hydro là 1 phần 2, chỗ đây là hệ số 1 này. 0.15 này, nhân 1 chia 1 phần 2 là ra 0.3. 0.3 như vậy là cái N mạch trung bình của kim loại ấy, là bằng khối lượng chia số mol. 1.1 chia 0.3, em bấm máy tính theo bàn máy nào. Để xác định được hai kim loại đó là kim loại gì. Tính mà trung bình cho thầy. Natri là 23 ngang, kali là 39. Mà trung bình bằng máy. Mà trung bình bọn tính là 33.6. Cảm ơn bạn Tấu A1. 33.6 thì mình chọn cái nào? Ba ba phẩy sáu thì nó lớn hơn 23 nhưng mà nhỏ hơn 39, nhưng mà hai kim loại kế tiếp là natri với kali rồi. Hai kim loại kìm kế tiếp. Giờ natri mình đạt là ít đi. Có lây mình đạt là A. Thì bây giờ mình cũng có cái tổng khối lượng. 23 nhân X là natri nè. Có lây là 39 nhân A. Bằng 10.1. Với tổng số mol là X cộng A. Bằng số mol hỗn hợp là 0.3. Giả hệ nè. X bằng máy, A bằng máy. Comment vô chat nè. Không phải một, không phải hai. Như vậy tỷ lệ X chia Y
Tỷ lệ 1-2 là câu B này. Ghi chép vô chỗ nào không rõ thì hỏi thầy. À, gọi cái anh mà kia là bọn đọc hỏi là anh mà là gì? Nếu mà em không gọi anh mà là em phải viết hai cái ngang đọc. Tức là nếu mà mình gọi anh mà là công thức chung. Hay kim loại ít đây. Nếu mà em không gọi như thế thì em phải viết theo phương trình đặt à. Em phải viết là x cộng nước ra x OH cộng 1 phần 2 hydro rồi A cộng nước ra A OH. Đấy. Nếu mà em không gọi anh mà là kim loại chung, ký hiệu chung của hai kim loại thì em phải viết theo phương trình này. Còn khi mà em đã gọi anh mà là trong cho x của A thì em chỉ cần viết một cái thôi. Đó có hiểu không? Đó ơi. À, tức là thầy gọi lại thầy viết một phương trình thôi. Còn nếu em muốn ăn thì em viết hai cái ra cũng được. Như vậy anh mà trung bình á, anh mà trung bình tức là anh mà trung bình của anh mà lớn x và anh mà lớn A á. Trung bình đúng không? Bọn nó không rõ thì cứ hỏi nha. Mà tại sao thầy chọn natri với kali? Bởi vì natri là 23 mà kali là 39 mà mình tính ra là 33.6 thì lớn hơn 23, nhỏ hơn 39 thì mình sẽ chọn giá trị hai bên đúng không? Là natri với kali nữa. Ví dụ như cái anh A đây, anh X đây. Ví dụ như cái ông X đây, là ông có 500 sản là ví dụ như 500 triệu đi. Cái ông A này, ông có tài sản là 700 triệu đi. Thấy chưa? Thì khi mình tính trung bình của hai ông này thì bao giờ nó cũng lớn hơn 500 và nhỏ hơn 700 ấy. Nó bằng máy thì em có thể tính cụ thể nhưng mà bao giờ nó cũng lớn hơn 500 và nhỏ hơn 700 ấy. Thì đây anh mà trung bình cũng vậy. Anh mà trung bình là chung của x và a bao giờ nó cũng nhỏ hơn anh mà a và lớn hơn mà x. Bởi vì đề nó nói là anh mà x, giả sử anh mà x nhỏ hơn mà a thì cái giá trị trung bình nó phải nằm trong cái khoảng giữa của hai giá trị đó. Như vậy ở đây em thấy là kim loại kiềm đây. Em nhìn kim loại kiềm đây.
Thế nắp tri là 23, còn ca ly là 39. Như vậy là 33.3 thì nó phải lớn hơn 23, nhỏ hơn 39 thì mình chọn hai kim loại là nắp tri ca ly nè. Bởi vì đề nó nói là hai kim loại này là hai kim loại kìm ở hai chu kỳ liên tiếp mà. Ví dụ chu kỳ 3, chu kỳ 4 này thì em có thể chọn là chu kỳ 3 với chu kỳ 5 được. Bởi vì 3 với 5 đâu có liên tiếp đâu. Rõ chưa? Có bạn nào hỏi gì nữa không? Bạn nào hỏi thì bật mic lên hỏi để thầy giải thích nha. Không hỏi thì tôi sang câu tiếp theo. Câu 10. Hòa tan hoàn toàn 19.5 gram kali vào 381 gram nước thu được dung dịch A. Nồng độ phần trăm chất tan trong dịch A. Kali cộng nước thì ra gì em biết rồi phải không? Ra cao H cộng hydro. Như vậy dung dịch A là cái dung dịch KOH em. Dung dịch A là chính là dung dịch KOH. Nồng độ phần trăm chất tan trong dịch A, tức là nồng độ phần trăm chất tan trong dịch A chính là KOH này. Em nhớ C phần trăm là bằng mà chất tan tức là mà KOH trên mà dung dịch nhân 100%. À, như vậy để mà thế vô công thức này thì chúng ta cần tìm khối lượng chất tan KOH và tìm khối lượng dung dịch sau phản ứng. Thì phản ứng này kali cộng nước ra KOH cộng hydro, mà hydro thì nó bay ra ngoài. Số mol kali em tính bằng bao nhiêu? 19.5 chia cho 39. Bấm máy tính giùm thầy. Bao nhiêu em? Không phải nào. Không phải nào thì em xây ra KOH cũng không phải nào. Và hydro là nhân chéo giữa đấu, chỗ đây là số 1 em. Nhân chéo tức là nhân 1 phần 2 chia cho 1. Nhân 1 phần 2 chia 1 là bằng nửa là bằng 0.25. Như vậy khối lượng của KOH là chất tan là bằng 0.5. Nhân KOH. KOH là bao nhiêu? Kali 39 OH 17 là 56. Là bằng bao nhiêu? Còn khối lượng dung dịch là bằng khối lượng kali trừ khối lượng hydro thoát ra. Kali là 19.5, nước là 381, cạn hydro bay ra, hydro là 0.25 mol. Nhân mà lớn hydro là 2. Đây chính là khối lượng hydro nè. Bấm máy tính là bao nhiêu? Cũng trăm gram như vậy C phần trăm bằng 28. Bấm máy tính cho này. Cái 58.1 là cái gì đó Như? Nha. Yeah. Rồi chứ nhìn lộn cơ, 38.1 mà nó là 381. 381.
Anh Tố ơi. Trừ khối lượng hydro, khối lượng hydro. Khối lượng là bằng gì? N nhân mà lớn quá không? Số mol hydro là 0.25. Mà lớn của H2 là bao nhiêu? Có hay không? Anh Tố? Đúng rồi. Chỗ đó em rõ chưa? Em mới hỏi thầy mà hydro là một thì H2 là hai chứ nè. Không, không phải thầy, ý là cái cao cái chỗ mà dung dịch đó thầy sang cái chỗ thế số đó thầy là 12.5. Đây là dấu trừ á. Chỗ đây gì? À chỗ đây dấu trừ, ghi lộn dấu cạn, dấu trừ. Tính lại theo đúng 400 không? Dấu trừ á thầy ghi lộn dấu cạn. Đúng 400 không? Bấm lại thôi tốt. Đúng rồi. À. Kết quả là 7. Có một nguyên tố R có quá trị trong oxit cao nhất bằng quá trị trong hợp chất khí piro. Hai quá trị này bằng nhau thì sẽ bằng bằng tóm chia hai đúng không? Bởi vì tổng là bằng tóm mà. Như vậy cái này là sẽ quá trị 4 này. Nguyên tố R có quá trị trong oxit cao nhất bằng quá trị trong hợp chất khí piro. Như vậy hai quá trị này sẽ bằng nhau và bằng tóm chia hai. Bằng 4 mà bằng quá trị 4 thì nó phải thuộc nhóm 4A. Như vậy cái nào không phải nhóm 4 thì sẽ bỏ qua. Phân tử khối của oxit này, tức là mà lớn của oxit này là bằng 1.875 lần phân tử khối của hợp chất khí piro. Nitơ của lưu huỳnh chắc chắn là không phải rồi. Bởi vì nitơ của lưu huỳnh là nó không có thuộc nhóm 4. Là carbon của silic thôi. Oxit cao nhất sẽ là ROH và hợp chất khí piro là RH4. Để nó là phân tử khối của oxit này. Tức là mà lớn của ROH bằng 1.875 mà lớn của RH4.
OH, R, OH, tức là R cộng 32. Bóng cận, bóng hero là bóng. R bằng bao nhiêu? Bấm máy tính và ghi đáp án vô chat nè. Tóm là silly. Có 12 thì dọn là mình quen quá rồi, mình tự tính thế nào. Tính phần trăm về số nguyên tử, tức là phần trăm đồng vị á. Tự giải câu 12 tới mấy em. Nhiều bạn đã giải ra rồi. Bài này phải giải được, bài này giải không được là tiếc lắm. Đồng vị 65 đây mình dụ x đi. Đồng vị 66 là sẽ là 100 trừ x. Bấm máy tính tìm x nè. Câu 13 cho 4,6. 4,6 thì câu nào mình nhìn thấy đáp án D là 4,6 với nó trì là 23 là rất là đẹp không? Số mol hydro. Ghi cho thầy số mol hydro bằng máy nào. Không phải 059. Từ cái đây hệ số nó là 1 này, nhân chép cho đối là nhân 1 chia 1 phần 2. Thì ra cái chỗ này là bao nhiêu? Cái chỗ này là bao nhiêu?
0.118. Nếu bạn mà lớn số bàn. Thấp sĩ 23. Chia ra bao nhiêu? Bấm lại giùm thầy đi. Chia ra bao nhiêu? À, bằng 39 nha, là 39. 39 nha, thầy ghi lộn.39 á, thầy ghi xe, thầy sửa lại rồi nha. Đen vỗ hả Tú? Đen vỗ hả Tú? Chuẩn bị đi rồi thầy. À, em thoát ra đây, đi. Tự gớm rồi. Tao làm câu 14 nữa là nghỉ với sao chiến đấu tiếp. X3 trừ có cấu hình như thế. Đây y ông âm thì sẽ trừ ra. Y ông âm là sẽ trừ. Rồi CDX sẽ là trừ 3 đó. Là giấy bằng 15. 15 là phát pho. Phần trăm trắng hay rô xích. Hay được rô xích. Hay rô xích cầu nhắc của nó là H3B4. Như vậy phần trăm khối lượng phốt pho. Phốt pho là 31. Mà lớn của H3B4 là bao nhiêu? Là bao nhiêu à? Oxy 16 nhân 4 cộng 3 hydro nữa. 9 mấy? Mà em? Thầy hỏi là mà lớn của H3B4 là bằng bao nhiêu á? Tính tóm đúng rồi. Rồi bấm máy tính cho thầy. Mấy bọn nó là bấm ra câu B. Rồi chắc mình thấy con này mình nghĩ là hôm sau mình chiến đấu tiếp nha. 31.63. Rồi. Rồi chắc ba hệ. Bài. Chào em.